Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại cùng với chương trình của Ngọc Lan ngày hôm nay. Hôm nay công ty trách nhiệm hữu hạn Takeo xin đem tới cho bà con đó chính là một con máy băm bèo Takeo TK400. Với con máy này thì bà con có thể dễ dàng chăm chăn nuôi. Băm bèo là thành thức ăn nhỏ cho gà vịt của mình, bổ sung chất xơ. Và ngay bây giờ đây, Ngọc Lan sẽ xin giới thiệu chi tiết con máy Takeo TK400 này cho bà con cùng coi nhé. Máy được trang bị 3 chân ở dưới để giúp máy chắc chắn hơn trong quá trình sử dụng. Và đây chính là cửa ra của nguyên liệu, bà con có thể điều chỉnh được độ xa gần của nguyên liệu khi văng ra. Mời bà con hãy cùng theo dõi buồng băm. Buồng băm được thiết kế với 3 dao băm gồm 6 lưỡi dao giúp băm một cách dễ dàng, cùng hệ thống thanh đẩy gạt để đưa thành phẩm ra ngoài. Và bây giờ để test xem độ sắc bén của bộ dao này thì Ngọc Lan sẽ bật máy lên và hoạt động cho bà con cùng coi luôn nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ kết nối với nguồn điện. Sau đó là bật công tắc khởi động. Như quý vị và các bạn có thể nghe thấy là máy hoạt động rất là êm, tiếng máy rất là đầm. Và đây chính là bèo mà Ngọc Lan đã chuẩn bị trong ngày hôm nay. Và sau khi hoạt động xong thì bà con chỉ cần tắt công tắc là máy có thể ngưng hoạt động liền rồi. Mời quý vị và các bạn hãy cùng xem thành phẩm của con máy Takeo TK400 nhé. Đây chính là thành phẩm của con máy sau khi băm bèo xong. Như quý vị và các bạn đã thấy là con máy này hoạt động rất là ok, thành phẩm khá là đều. Với thành phẩm này thì quý vị và các bạn có thể trộn với cám để cho thức ăn, để cho động vật của mình ăn được rồi. Với con máy băm bèo Takeo TK400 chỉ chưa đầy 10 giây thì quý bà con đã thu được thành phẩm của mình ở đây rồi. Thật là tiện lợi đúng không ạ? Nếu quý vị và các bạn muốn sở hữu ngay con máy Takeo TK400 này, hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại hoặc là website để được đội ngũ kinh doanh tư vấn nhiệt tình hơn nhé. Hãy cho chúng tôi một like và một subscribe để không bỏ lỡ những video từ chúng tôi mang lại cho quý vị và các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video sau.